Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Facebook sẽ gặp khó nếu không thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam. Ngày 27 tháng 12, AFA tiếng Việt có bài Tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook bị lạm dụng. AFA dẫn một báo cáo có tên Một cách kiểm duyệt khác tìm hiểu về tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook tại Việt Nam do đảng Việt Tân công bố. Theo đó, các tiêu chuẩn cộng đồng của Meta, công ty mẹ của Facebook, có mục đích tốt nhưng dễ bị lạm dụng bởi một số chính quyền độc tài như Việt Nam để hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân. Đảng Việt Tân cho biết trong năm 2023 có 10 bài viết trên trang fanpage chính thức của đảng này bị Facebook cảnh cáo vì đã vi phạm các nguyên tắc cộng đồng. Sau khi kháng cáo, có đến 8 trong số 10 bài viết trên được Facebook gỡ bỏ cảnh cáo. Tuy nhiên, Facebook không có sự đền bù nào sau khi đảo ngược lại quyết định sai lầm ban đầu. Và đây là hình báo cáo của đảng viên Việt Tân. Và đây là hình báo cáo của đảng Việt Tân. AFA dẫn lời ông Trần Đức Tuấn Sơn, Ủy viên Trung ương đảng Việt Tân, đồng tác giả của báo cáo nêu trên cho biết rằng Dĩ nhiên, chúng tôi cũng đã gửi cho Facebook xem và hiện giờ cũng chưa có một sự hồi đáp nào từ công ty Meta. Nhưng mà cái đó cũng không quan trọng lắm, Điều quan trọng là mình cần phải nói lên sự lạm dụng mà hiện nay đang xảy ra tại Việt Nam như chúng tôi đã ghi trong báo cáo. Tương tự, AFA dẫn lời bà Huệ Như, người thường xuyên đăng tải các bài viết về tình hình xã hội trên trang Facebook xác nhận. Facebook này thường xuyên bị hạn chế lượng người tiếp cận. Mới gần đây nhất, vào ngày 23 tháng trước thì cũng đã có thông báo rằng Facebook của tôi không được tiếp cận với những người mới. Hiện tại, đến bây giờ, những người chưa có tương tác với Facebook của Huệ Như muốn tìm vào Facebook của tôi rất khó khăn, không tìm ra được và không hiển thị ra được cả bằng số điện thoại hoặc bằng tên. Và đây là hình báo cáo của Freedom House về quyền tự do Internet năm 2023 xếp Việt Nam vào nhóm thấp nhất. AFA cho biết, liên tục từ năm 2014 đến nay, năm nào Facebook cũng bị cáo buộc lạm dụng tiêu chuẩn cộng đồng để ngăn chặn, hạn chế các tài khoản đăng bài viết chỉ trích nhà nước Việt Nam, đặc biệt là thời điểm xảy ra các sự kiện lớn. Ví dụ như biểu tình chống luật đặc khu năm 2018 hay vụ án Đồng Tâm năm 2019. Theo bà Huệ Như, tất cả những bài viết mà có hơi hướng tính chất phản biện xã hội thì hầu hết đều bị kiểm duyệt một cách rất chặt chẽ. Tôi cho rằng nhà cầm quyền đã sử dụng các biện pháp an ninh để can thiệp với Facebook để hạn chế những lượng tương tác cũng như những bài viết phản biện ở trên mạng. Cũng như những bài viết phản biện ở trên trang Facebook cá nhân. Theo AFA, đầu năm 2016, một lực lượng tác chiến trên không gian mạng được thành lập có tên Lực lượng 47 mục tiêu là chống các quan điểm mà chính quyền cho là sai trái trên Internet. Và đây là hình bài trên RFA. Chính quyền Hà Nội chưa bao giờ thừa nhận chỉ đạo lực lượng này, thực hiện hành vi báo cáo hàng loạt các tài khoản bị cho là chống nhà nước. Tuy nhiên, AFA cho hay, hồi tháng 7 năm 2021, Facebook cho biết đã gỡ bỏ một số tài khoản và nhóm trên Facebook có liên quan đến lực lượng dư luận viên Việt Nam là lực lượng 47. AFA dẫn lời một người chuyên giảng dạy về bảo mật cho các nhà hoạt động, yêu cầu giấu danh tính, nói rằng trong một cuộc họp với các tổ chức xã hội dân sự quốc tế, đại diện Facebook cho biết chính quyền Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tạo áp lực buộc công ty này phải làm theo yêu cầu, như là nhà nước chỉ cần chỉ đạo ngân hàng chặn dòng tiền mà người dùng Facebook ở Việt Nam chạy quảng cáo. Trong hai ngày thôi là công ty này đủ mệt rồi. AFA cho biết thêm, vào tháng 2 năm 2022, người phát ngôn của Facebook từng phản hồi rằng Chúng tôi đã cởi mở và minh bạch về các quyết định của mình nhằm ứng phó với sự gia tăng nhanh chóng các nỗ lực nhằm chặn các dịch vụ của chúng tôi tại Việt Nam. Chúng tôi hạn chế một số nội dung ở Việt Nam để đảm bảo dịch vụ của chúng tôi luôn sẵn sàng cho hàng triệu người dùng mỗi ngày. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Facebook sẽ gặp khó nếu không thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Sức khỏe tù nhân lương tâm Lê Hữu Minh Tuấn suy giảm có nguy cơ nguy hiểm tính mạng. Ngày 28 tháng 12, AFA tiếng Việt có bài Tù nhân lương tâm Lê Hữu Minh Tuấn nói với gia đình rằng không thể cầm cự được nữa theo đó, sức khỏe của tù nhân lương tâm Lê Hữu Minh Tuấn bị suy giảm nghiêm trọng trong trại giam xuyên mộc. Có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chỉ được thăm khám qua loa. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi chính quyền phóng thích ông ngay lập tức. AFA cho biết, ông Lê Hữu Minh Tuấn, 34 tuổi, là biên tập viên của trang Việt Nam Thời báo, thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam một tổ chức đấu tranh cho tự do báo chí ở trong nước, nhưng không được nhà nước công nhận. Ông Tuấn đang thụ án tù 11 năm về tội danh tuyên truyền chống nhà nước trong cùng vụ án với Chủ tịch Phạm Chí Dũng. Và Phó Chủ tịch Nguyễn Tường Thụy, người cũng là blogger của AFA. AFA dẫn lời một người thân của ông Tuấn cho biết, trong buổi thăm gặp ngày 26 tháng 12 vừa qua, gia đình chỉ được thấy ông qua tấm kính dày và nói chuyện qua điện thoại tại trại giam ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Bây giờ anh ấy chỉ còn da bọc xương, xanh xao. Anh nói là anh ấy không thể ăn bất cứ đồ gì được nữa bởi vì bây giờ ăn vào nhưng không tiêu hóa được thức ăn. Chỉ uống sữa với cháo loãng cầm cự qua ngày. Và đây là hình bài trên AFA. Ông Tuấn tự đi ra gặp người thân được nhưng chậm chạp và gắn gượng, đồng thời nhắn lại rằng bản thân chịu hết nổi rồi, không thể cầm cự được nữa. AFA dẫn lời ông Phil Robertson, phó giám đốc phân bang châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền nói rằng vì các nhà tù ở Việt Nam hầu như không cung cấp dịch vụ y tế, Lê Hữu Minh Tuấn cần được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện để ông có thể nhận được sự hỗ trợ và chăm sóc y tế mà ông đang rất cần từ gia đình. Không nên có lệ bào chữa nào cả, cuộc sống của ông rõ ràng phụ thuộc vào đó. Việc Lê Hữu Minh Tuấn thực hiện quyền của mình lẽ ra không nên bị coi là tội phạm. Do vậy, nếu ông chết trong tù thì chính quyền Việt Nam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc hủy hoại tính mạng của ông và những thiệt hại sau đó đối với gia đình ông. Theo AFA, ông Tuấn bị chuyển đến trại giam xuyên mộc từ giữa tháng 7 năm 2021. Từ cuối năm ngoái, ông có vấn đề về đường tiêu hóa và được một cán bộ y tế trong trại giam chuẩn đoán bị viêm đại tràng và viêm gan. Gia đình nhiều lần gửi thuốc điều trị hai bệnh này theo toa của bác sĩ, nhưng ông không được nhận, chỉ được uống thuốc của trại giam cấp. Bên cạnh đó, từ giữa năm 2023, Ông còn bị ghẻ khắp người. Và đây là hình ông Lê Hữu Minh Tuấn trước khi bị bắt. Vẫn theo AFA nhận thấy sức khỏe ông Tuấn suy giảm có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Ngày 27 tháng 12, gia đình gửi đơn khẩn cấp qua đường bưu điện tới cục cảnh sát quản lý trại giam C10 của Bộ Công an và trại giam xuyên mộc với đề nghị cho ông được đi khám bệnh một cách nghiêm túc để tìm ra bệnh và có cách điều trị hợp lý. AFA cho biết thêm, nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Ân xá quốc tế và theo dõi nhân quyền, chỉ trích Việt Nam về việc đối xử vô nhân đạo với tù nhân lương tâm và giam giữ họ trong điều kiện hà khắc, thiếu dinh dưỡng và chăm sóc y tế tồi tệ. Nhiều tù nhân lương tâm đã bị nhiễm nhiều bệnh nghiêm trọng vì thức ăn tồi tệ, dịch vụ y tế không đầy đủ và không kịp thời. Từ năm 2019 đến nay, AFA liệt kê ít nhất có 6 tù nhân lương tâm chết trong các trại giam, như nhà báo tự do Đỗ Công Đương, cựu giáo chức Đào Quang Thực và mục sư Đinh Diêm ở trại giam số 6 tỉnh Nghệ An. Ông Phan Văn Thu ở trại giam Gia Trung tỉnh Gia Lai. Ông Đoàn Đình Nam ở trại giam Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cùng với ông Huỳnh Hữu Đạt ở trại giam Xuân Lộc Đồng Nai. Theo cập nhật của AFA, ông Huỳnh Hữu Đạt là tù nhân lương tâm mới nhất vừa qua đời vào ngày 29 tháng 12 tại trại giam Xuân Lộc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sức khỏe tù nhân lương tâm Lê Hữu Minh Tuấn suy giảm có nguy cơ nguy hiểm tính mạng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới